Số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Chương 7. Cái chúc thư của người còn sống. Cuộc khẩu chiến của mấy nhà khoa học. Ái tình, mày còn đợi gì? Cụ Hồng lúc ấy đã nhắm nghiền hai mắt lại. Trên cái sập gụ khảm mà giữa là cái khe đèn, cụ nằm một bên, thằng xe nằm một bên. Cụ bà thì ngồi phía dưới chân. Thằng xe lúc ấy đã rửa sạch hai cái chân ngựa người để gánh vác cái trách nhiệm nặng nề của người bồi tiêm thuốc phiện. Cụ bà nói: "Ông ạ, tuy vậy tôi cũng cứ cho mời cụ Lang." Cụ Hồng lại nhăn mặt lần thứ 10 mà khẽ gắt cũng lần thứ 10 rằng: biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Đã hiểu cái tính ấy, cụ bà cứ thản nhiên nói tiếp: "Ấy thế rồi, ta cứ lo toàn trước việc ma chay đi mà thôi. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Tôi thì tôi nghĩ nên theo cả lối cổ và lối mới, nghĩa là cứ minh tinh, nhà tán, kèn tàu, kiệu bát cống và rõ nhiều câu đối. Nếu chúng nó muốn thì chúng nó cứ đi thuê kèn bú xích tay càng hay. Nhưng mà không thể vì cái thích của chúng mà bãi bỏ cái thích của tôi được. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Đến đây thì cụ bà không nói gì nữa, ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, làm cho cụ ông phải hỏi ngay: "Thế sao nữa hả ba?" Thằng xe đã quen những cái ấy lắm nên cũng không thấy gì là buồn cười nữa. Cụ bà lại nhảy kể lể những mớ lễ nghi phức tạp, nó làm cho một gia đình thành ra muốn pha trò. Mỗi khi gia đình ấy sắp được hân hạnh là tan ra. Cách cái lộ bộ ở phòng khách bên ngoài lúc ấy khách khứa đông lắm. Ngoài số những người họ hàng, lại có bạn hữu của vợ chồng Văn Minh. Người nào cũng đã lên gác chỗ có giường của cụ cố tổ, vén màn nhìn rồi rón rén lui ra, chạy ù xuống nhà dưới, và cho thế là xong cái bổn phận đi thăm một người ốm nặng. Họ xúm nhau lại uống nước, hút thuốc, chuyện trò vui vẻ lắm. Vì bệnh nhân mà chết thì thực là đáng mừng cho họ. Do thế, người ta bàn soạn y như trong nhà đã có người chết rồi, chứ không phải chỉ mới có người ốm. Ông Tüffner đã được mời ngay đến để nghĩ cách chế tạo một vài kiểu quần áo tang tối tân. Ông nhà báo đã được sự chủ khẩn khoản yêu cầu viết bài cáo phó, bài tường thuật và sửa soạn chụp ảnh đăng báo. Vợ Văn Minh mơ màng một cách sung sướng rằng chỉ nay mai là sẽ được ăn vận toàn trắng, một điều bà vẫn ao ước bấy lâu nay. Văn Minh chồng ngồi hút thuốc lá ăn lê, cũng mơ màng đến phần tài sản mà ông ta sẽ được hưởng nếu ông nội ông ta chết. Đã hơn một năm nay, ông cụ già cay nghiệt đã đến tìm một ông trưởng lý văn khế để giao hẹn với pháp luật rằng mình có chết thì phần lợi tức của mấy chục nóc nhà mới được đem ra chia cho con cháu. Ông cụ già không biết rằng nếu cái chết của mình lại có lợi cho con cháu đến như thế thì con cháu không khi nào lại muốn cụ cứ sống như thế mãi, dù là một ngày, dù là một giờ. Xưa kia cụ đã tay trắng làm nên giàu, âu cũng là sinh ư nghệ, tử ư nghệ, hoặc là một cách chết vì nghĩa vụ. Cậu Tân mà ai cũng gọi là Tú Tân không phải vì đã đỗ tú tài, nhưng mà vì đã ba lần thi trượt cái phần thứ nhất bằng tú tài. Lúc ấy loay hoay với hai ba cái máy ảnh, cân nhắc xem hôm đưa đám nên dùng cái nào thì hơn. Bà phó đoàn ngồi ẵm cậu con cầu tự của bà như một vị hiền mẫu. Ông Joseph Thiết, một bạn thân của Văn Minh, thì ngồi trầm tư mặc tưởng với cái ý định mở một tờ báo bảo hoàng, không phải làm việc cho triều đình Huế, nhưng cho dòng họ Orléans bên Pháp và cho ông Léon được. Nhân dịp sắp có đám ma, ông cổ động cho ông: "Khi ông Banvis chết, lúc tôi còn là một đảng viên thập tự lửa mà đi đưa đám, thì một nửa dân thành phố Paris gồm các chính đảng ở cực hữu,
Xong ông nói không ai nghe, vì người ta còn mãi nghe ông Tiffner đương bàn: quần áo nhất định bằng nhiễu thượng hải trắng mà viền đen, cổ áo thì sẽ có hoa thị cánh trắng cũng viền đen, mũ mẫn cũng thế, trắng viền đen nổi hơn đen viền trắng. Bà phó đoan khen: thế thì nhất, thế thì ai cũng muốn có chợ. Cậu Phước ngoảy cái đầu một cái: em chả. Bà Văn Minh ẻo lả hai bàn tay ngọc khẽ vỗ vào nhau: được lắm, Denier Criston. Duy có ông phán mọc sừng là ngồi im với hai con mắt đầy những căm hờn. Ông buồn bực vì không thấy vợ ông có mặt tại đấy. Ông muốn tìm Xuân cũng không gặp. Ông bèn hỏi ông Văn Minh: này bác, thế ông Xuân đâu? Ông ấy đi lấy thuốc, cũng sắp về. Rồi người ta cãi nhau ỏm tỏi một cách đích đáng về vấn đề chức nghiệp bên trong cáo phó. Giữa lúc ấy, cô Tuyết bước vào. Cô này là con gái út cụ Hồng, mới 18 tuổi đúng, rất có nhan sắc, lại cũng sắp sửa lãng mạn theo cái lối phụ nữ tân tiến trởm. Cô nói: tôi đến nhà cả hai cụ Lang, tôi chẳng gặp cụ nào cả, tôi bèn dặn cả hai cụ cùng đến. Cụ bà ở trong nhà thét lên: chết, sao mày dại thế hả con? Thế thì hai cụ lại dặn nhà này đến chết mất thôi. Văn Minh đứng lên sừng sộ: cái gì? Việc gì mà phải mời đến những hai ông Lang? Người ta đã bảo để chờ ông Xuân xin thuốc thánh ở đền bia về. Bạn ông là Joseph Thiết cắt ngay: ồ, toa mà lại chịu được thuốc đền bia, thế thì toa điên thật. Không, chữa bệnh cốt ở lòng tin thuốc. Toa phải hiểu thế nào là tự kỷ ám thị mới được. Hệ tin là khỏi. Mà ông cụ nhà Hoa tin thuốc thánh đền bia lắm. Sao đã bảo có một ông Xuân nào sinh viên trường thuốc chữa chạy cho cụ kia mà. Ông Văn Minh cắt nghĩa ngay: chính thế, ông Xuân đã ngồi trò chuyện với cụ và đã được kính phục lắm. Thế là một mối tin nhé. Rồi ông Xuân cũng lại công nhận thuốc đền bia, thì làm gì toa bảo ông cụ nhà Hoa lại không khỏi. Hai mối tín ngưỡng đủ khiến một ông Lang băm cũng trở nên có tài. Ông Joseph Thiết vì không hiểu cái ẩn tình, cái ý riêng của bạn, liền biểu đồng tình. Nói thế kể cũng có lý. Được thể Văn Minh lại mắng cô em: thế thì ai bảo cô mời những hai ông Lang, hả cô ạ? À? Tuyết cãi: để bảo tôi thế thì tôi cứ thế, chứ tôi biết đâu đấy. Văn Minh chạy thẳng vào phía trong tìm mẹ. Ồ, phiền quá đi mất, phiền quá đi mất. Rồi thì chết vì thuốc mất. Nhiều thầy thối ma, để lại không biết câu phương ngôn ấy hay sao? Cụ bà chép miệng rồi nói chữa: thôi thì để hai cụ căn vài thang thuốc bổ thôi vậy. Cụ ông lại nhắm nghiền mắt lại, gắt: biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thế người ta giận thì rồi nhà này có người ốm thì ai đến chữa cho nữa? Giữa lúc cuống quýt lúng túng ấy, Xuân tóc đỏ bước vào, một cái chai nước rất bẩn thỉu cắp ở nách, một gói lá kỳ dị ở tay. Nó trông thấy ông phán dây thép, chợt nhớ đến bộ âu phục mới may của nó, thì hiểu ngay ra cái nghĩa chữ tín ở đời. Nó bèn dõng dạc khoan thai: thưa ngài, ngài là một người. Nhưng ông phán mọc sừng vội nháy mắt xua tay ra hiệu kín thì nó lại thôi. Người ta xúm quanh Xuân hỏi han nó về cuộc hành trình, về tin tức đền bia. Ai cũng có vẻ vồ vập nó như nó là một vị hoàng tử. Nhất là Tuyết, sau khi thấy anh ruột tiến cử vắng mặt Xuân là sinh viên trường thuốc, thì cứng đứng đờ ra mà nhìn Xuân bằng cặp mắt rất ngây thơ. Văn Minh trợn hai con mắt ốc nhồi, ưỡn cái cổ lộ hầu, vuốt mảng tóc uốn quanh một cách trịnh trọng rồi nói: mời các ngài lên xem chữa thuốc thánh. Cả bọn đứng lên toàn theo Văn Minh lên gác, là chỗ có người bệnh. Xong lè cụ Lang Tỷ và cụ Lang Phế đã cùng bước vào nhà một lúc, và để cho phu xe phải đòi tiền xe nhặng lên theo cái lối các bậc danh y đi xe. Cô Tuyết ra trả tiền. Trong lúc bối rối không biết xử trí ra sao, cụ Hồng đã bất đắc dĩ ngồi nhõm lên và mời tất cả mọi người lên gác vậy.
Lúc ấy, trên gác chỉ có ông Hai và cô Nga, là con gái ông ta săn sóc đến người bệnh mà thôi. Ông Hai tuy là em ruột cụ Hồng, song vì an cư lạc nghiệp nơi thôn quê nên bị coi rẻ. Mỗi một cử chỉ của anh ông, cháu trai, cháu dâu ông đều làm ông kinh ngạc như người ở tiên giới bị rơi xuống trần gian. Yên chí mình quê mùa hủ lậu, ông không hề dám có một dư luận gì về những điều mà ông thấy hình như kỳ quặc. Ngay đến con gái ông cũng không dám dạy bảo gì. Mỗi khi cô Nga ra tỉnh mà tải về làng một ít ngôn ngữ hoặc cử chỉ của một cuộc văn minh tiến bộ ở xứ ta. Khi thấy tin cụ tổ mệt nặng, ông Hai vội vã ra tỉnh ngay và đã ngồi suốt đêm ngày ở đầu giường bố để nâng bố dậy, để đỡ bố nằm xuống, để đưa ra cái ống nhổ, để xúc một thìa cháo. Ông không ghen tị vì cụ Hồng cứ an vị mà hút thuốc phiện, vì các cháu không săn sóc đến ông cụ già. Ông thấy chỉ một mình ông vất vả thì lòng hiếu đễ càng tăng. Người ta rón rén lên, người nào cũng tự kiếm cho mình một chỗ, không ai phải mời mọc ai cả. Văn Minh để cụ Lang Tỳ, cụ Lang Phế ngồi cạnh bệnh nhân, rồi giơ gói lá và lọ thuốc thánh ra. Đây, thuốc thánh, chúng tôi xin ở đền bia cho cụ chúng tôi đây. Thưa hai cụ, khoa học của người Trần dù tiến bộ đến bậc nào thì cũng chẳng mầu nhiệm bằng sự cứu vớt chúng sinh của Đức Thánh được. Cụ Lang Tỳ dở gói lá, xem xét một lúc rồi nói: Ồ, rau thài lài, rau sam, chỉ có thế này thôi ư? Cụ Lang Phế cầm lọ nước soi lên bóng đèn điện mà rằng: Ơ kìa, nước quỷ gì thế này? Nước ao à? Văn Minh đưa mắt cho Xuân tóc đỏ, anh chàng này nói ngay: Vâng, chỉ có thế, nhưng mà chữa khỏi, vì là thuốc thánh. Tôi đã xin âm dương, tôi đã được thánh ban lộc cho, tôi đã thấy hàng nghìn người khỏi bằng những thứ này rồi. Cụ Lang Tỳ ra vẻ giận dỗi mà rằng: Thuốc men thế này thì công tôi bao lâu nay cũng toi, đã cắt 3 tháng đã đỡ ấy thế mà. Cụ Lang Phế cũng nói ra ý bóng gió: Thưa cụ, không phải tôi đến tranh công của cụ. Nếu thuốc của cụ mà hay thì hẳn người ta không phải đi xuyên thuốc thánh đền bia. Cụ Lang Tỳ giật phát lấy nọ nước trong tay cụ Lang Phế nói: Để tôi xem, nước này mà là nước ao, nước này chính là nước ruộng. Uống nước này thì khỏi hết bệnh, không còn bệnh mà chữa nữa. Cụ Lang Phế cự lại: Cụ vạc ra mấy ai thế? Cụ giật lấy để làm gì thế? Đơn tôi kê đây à? Nhưng cụ Lang Tỳ đã không chịu nhận lỗi, lại còn phát bản: Phải, không là đơn của cụ, nhưng mà nó là nước ở ruộng chứ không phải là nước ao. Làm thuốc thì phải biết phân biệt nước ao nước ruộng. Cụ Phế đứng phát dậy: Thôi, chịu ông rồi, cả nước này chỉ có ông là biết nghề thuốc. Biết hay không mặc xác tôi, anh không phải cả. Hai vị danh sư lúc ấy cùng đứng trước mặt nhau, sấn sổ nhìn nhau. Sự nóng nảy của hai vị cùng như nhau, không thể ai can mà được nữa. Này, đừng khoe mẽ, đám ma cụ Tuần Vi mới ngày hôm kia chứ đâu. Ha ha, nhưng cụ Tuần Vi cũng thọ hơn 60 tuổi rồi, anh muốn đổ cho tôi phóng. Thôi đi, sao anh không nhắc đến chuyện con bé Chắc nhà ông Tham Vĩnh mà anh bốc cho 2 tháng nó đã lăn đùng ra chết. Cụ Phế giờ 2 ngón tay phân vua mọi người: Ai bảo là 2 tháng? Sao nó sốt, nó lại ăn mận? Không thì việc gì, 2 tháng à? Thế anh có nhớ đứa nào chỉ bán có 2 xu thuốc đau bụng mà cậu Ký Đại suýt nữa mất mạng đấy? Thế mà đòi là lang thế, mấy lúc mà tù một gông, làng băm mấy à? Nhưng cụ Tỳ thản nhiên ngồi xuống ghế, đúng đỉnh nói: Làng băm, có lẽ, nhưng không làm đọa thai người nào thì thôi. Cụ Phế ngẫu nhiên có 2 con mắt to như ốc nhồi: À, anh to gan nhỉ? Nói nữa đi xem nào. Chứ lại sợ à? Nói tại sợ Liêm phóng cho mà xem. Này, không phải dọa, chưa chắc đâu.
Hỏi cái đứa nào đánh mộng mà đến nỗi lòi con người ta ra. Nó đây kia. Số nó mù thì anh bảo sao? Anh muốn tôi lục đến cái thằng bé xài nhuyễn mà anh chữa bằng lá ổ nhĩ mãi không? Sao không nói đến bệnh trận kinh của bà Phó Đoan mà anh cứ kêu là có chữa? Bà Phó Đoan đương cười khúc khích, bỗng phải hổ thẹn, vội chạy tọt ra gác sân. Anh là thằng khốn nạn nhé. Thế cô Nga đây kia, hồi nách mà anh chữa bằng dầu bạc hà trong 6 tháng rời không khỏi thì sao? 6 tháng? Thế trong 3 năm trời sao anh không chữa sạch mấy nốt ghẻ ruồi của cô Tuyết kia đi? Cô Nga và cô Tuyết cùng đương bưng miệng cười, bỗng đỏ mặt, ngẩn người ra như gỗ, rồi lôi nhau cắm cổ chạy mất. Văn Minh lôi cụ Tỷ xuống thang, ông Hai lôi cụ Phế ra một nơi. Cụ Hồng thì cứ biết rồi, khổ lắm nói mãi. Những người khác hoặc rủ rượi ra cười, hoặc xung quanh cụ Phán bà khuyên giải, vì cụ bà đã mếu máo khi người ta nói rõ mấy nốt ghẻ ruồi của con gái út cụ ra cho ai cũng hay. Trận đấu khẩu của hai vị danh sư làm cho ông lão 80 tuổi đương nằm rên mà tỉnh hẳn người ra như không ốm đau gì cả. Cụ ngơ ngác hỏi: "Ô hay, cái gì mà cười nói vui vẻ thế này? Tôi thức hay tôi ngủ mê thế này?" Văn Minh lúc ấy đã tống khứ hai vị danh sư khỏi nhà rồi, liền ngồi xuống bên giường mà rằng: "Thưa ông, ấy là con cháu vui mừng vì ông khỏi bệnh đấy ạ." "Tôi khỏi rồi ư? Tôi chưa chết ư? Lại rời. Thưa ông, nhờ có ông Dr. Xuân đây mà, ông khỏi đấy ạ." "Đâu? Thế thuốc thánh đền bia đâu?" "Bẩm ông, đã uống một nửa rồi nên mới tỉnh táo thế." "Thế à?" "Vâng." Nói xong, Văn Minh nháy mắt ra hiệu cho Xuân nói: "Thưa cụ, con đã xin âm dương thánh truyền rằng một ông đốc tờ mà chịu ơn thánh thì thánh sẵn lòng giúp lắm, chứ mà ông lang ta thì không đời nào thánh giúp." Ông cụ già vui mừng hỏi: "Đâu, còn thuốc thì cho tôi uống nốt." Xuân tóc đỏ đưa lọ nước ruộng và mấy cái lá thải lại ra. Ông cụ già lại nói: "Nghe người ta nói thì thuốc thánh ban cho là phải nước ao thật bẩn thỉu, thật hôi tanh ô uế thì mới khỏi được bệnh kia đấy. Đừng ai đánh lừa già đấy nhé." Người ta cho bệnh nhân ăn mấy lá rau sam, rau thải lại và uống mấy chén nước ruộng ấy. Thật là thuốc thánh. Bệnh nhân độ nửa giờ đã tỉnh táo khác thường, ngồi dậy một mình được, đã ăn được nửa bát cháo. Đêm ấy, khi mọi người đi ngủ thì trong phòng người ốm chỉ có Xuân tóc đỏ và cô Tuyết chăm sóc mọi việc mà thôi. Đến chính ông Hai cũng ngủ mê ngủ mệt ở một cái trường kỹ gần đấy, vì ông đã hơi yên tâm là cụ tổ sẽ mạnh khỏe đến nơi rồi. Tuyết đã lấy chữ hiếu ra làm cớ để cùng thức với Xuân. Hai bên tuy không nói chuyện với nhau, song bốn con mắt đã đủ nói giỏi hơn hai cái mồm. Bệnh nhân ngủ yên, hết hò khạc, hên cả rên, cựa cậy cũng ít. Mặt trăng soi qua cửa kính. Hồi lâu, Tuyết đánh bạo nói: "Thưa ngài, cụ làng vụ oan, chứ tôi khỏi mấy nốt ghẻ đã từ lâu rồi." Xuân tóc đỏ lúng túng, ngồi câm làm cho Tuyết phải nghĩ thầm: "À, dễ người ta làm bộ, vì người ta là sinh viên trường thuốc." Rồi Tuyết ôm mối hận mà về phòng riêng.